Vâng, bên em đang chỗ thợ test một cục đẩy 3 kênh để gửi vào trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bác ơi. Đây, hôm nay thì em sẽ test sống từng kênh một. Cục đẩy này là chuyên là phân khúc karaoke gia đình nhá. Hoặc là na kẹo kéo sẽ sử dụng cục đẩy 3 kênh này. Cục đẩy 3 kênh này sẽ sử dụng cho các mục đích nó là như thế. Và các bác cùng xem ở đây, mẫu ngày hôm nay nó sẽ có 4 quạt gió, 2 quạt ở mặt trước là sẽ là hút vào và có khí nạp bụi này. Và đằng sau nó sẽ thổi ra. Đằng sau nó sẽ thổi ra và con này có một đời là đời NA2610. Cho to lên. Đấy, bên em, trách nhiệm của bên em test là phải test từng cây một. Cây hai này à. Kênh 3 này, kênh 3 các bác sẽ nghe thế nó mạnh hơn này. Các bác ạ, em test chay, em test từ thẳng điện thoại vào đây này. Và chỉ test sống là khi đẩy, chỉ có nhiệm vụ là đẩy công suất thôi. Còn cái mà để cho chỉnh nhạc, chỉnh nhíp là ở cái vang các bác nhá. Và đẩy nó cũng có cho ra tiếng nhạc hay các bác nhá. Khỏe là một và nhạc hay là hai. Có những dòng đẩy mà hàng rẻ tiếng nó khô khốc luôn, nó chỉ gọi là kêu thôi nhưng mà không có độ hay đâu các bác, lưu ý thôi em là như thế. Nhưng đẩy BS này cho ra tiếng rất là sáng và nghe nó rất là mềm mại các bác lưu ý nhá. Anh em cũng lưu ý nhá, cùng một cục đẩy có thể nó có những dòng đẩy nó tầm 3 triệu 4 triệu 5 triệu, nhưng cũng như có những cục đẩy nó sẽ có thể là đắt hơn 6 triệu 7 triệu 8 triệu, cũng là một cục đẩy. Thế nên là nó sẽ cho, em đang nói giả dụ là cùng công suất nha, nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Nhưng em khẳng định cho anh em, cái tiếng nhạc là một và cái độ bền của nó là hai, nó sẽ hơn hoàn toàn luôn. Tiền nào thì của đấy các bác ạ. Các bác chơi hàng cao cấp thì tiếng nhạc của nó, em khẳng định cho anh em là cục đẩy tiếng nhạc nó sẽ sáng, nhạc nó đánh nó hay. Đấy, tiếng nó không khô anh em nhá. Đấy. Anh em đang, nếu mà anh em mà được trải nghiệm nhá, em chỉ cần test một cục đẩy rẻ, sau lại test một cục đẩy BS này thì nó sẽ ra cái chất âm, nó sẽ anh em nghe nó sẽ phát hiện một luôn. Đấy, nên là anh em mà chơi hàng xịn thì chơi con này. Hai kênh full là 600W. Hai kênh full là 600W. Và kênh súp của nó sẽ là 1000W. Chuyên đánh các cái dòng súp côn 100, côn 110. Còn hai kênh full này đánh 30 và 40 côn 76. Anh em có nhu cầu mua cục đẩy BS Audio này, cứ liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhá.